Chiều qua, ngày 4 tháng 9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8 năm 2020. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chủ trì buổi họp báo. Tại buổi họp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã thông tin về phiên họp Chính phủ tháng 8 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra cùng ngày. Trong đó tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 đánh giá bước đầu về tình kinh tế xã hội năm 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và một số nội dung khác. Với sự chỉ đạo điều hành chủ động, quyết liệt, sáng tạo linh hoạt kịp thời của chính phủ, thủ tướng chính phủ cùng với sự vào cuộc đồng bộ tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước, trong tháng 8 vừa qua, chúng ta đã ứng phó nhanh chóng kịp thời, hiệu quả với diễn biến mới của dịch Covid-19 rất thành công. Kết quả tích cực này đã góp phần quan trọng để chúng ta giữ ổn định tình, tiếp tục tập trung nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, tạo cơ sở cho sự phục hồi kinh tế 4 tháng cuối năm 2020 và lấy lại đà tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2021. Mặc dù tình dịch COVID-19 đã cơ bản được khống chế trong nước, nhưng khối lượng công việc vẫn còn lớn, khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội là rất khó khăn. Do đó, chính phủ yêu cầu cần tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực nhằm hoàn thành các mục tiêu ở mức cao nhất. Trong đó, tiếp tục có biện pháp kích thích thúc đẩy tiêu dùng xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ. Trong giai đoạn này, đất nước ta cần chú trọng củng cố trạng thái bình thường mới, vừa sẵn sàng phòng chống dịch, vừa tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, coi việc bảo đảm an toàn với dịch bệnh là cơ sở để phát triển kinh tế xã hội cơ quan quản lý phải tăng cường kiểm tra chấn chỉnh siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại từng cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp cơ sở sản xuất nhất là những nơi thường xuyên có tập trung đông người xử lý nghiêm các vi phạm cũng tại buổi họp báo các phóng viên đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến một số vấn đề nổi cộng trong thời gian vừa qua liên quan đến công tác an sinh xã hội phát triển kinh tế an ninh trật tự và được đại diện các bộ ngành trả lời chi tiết cụ thể để giúp báo chí có thông tin chính thống nhất góp phần định hướng dư luận trong thời gian tiếp theo